Mình xin chào các bạn. Thì buổi chiều hôm nay bên mình lại tiếp tục bán đi một chiếc xe quay Thái nữa. Đây là mẫu 2023 nha. Khách này là ở Bình Dương. Thì bên mình sẽ tiếp ship tới Bình Dương với phí ship chỉ có 300.000. Tức là khách sẽ chạy ra tuyến quốc lộ A nhận xe đó các bạn. Tới Sài Gòn là miễn phí, nhưng mà bắt đầu ra tới Đồng Nai rồi Bình Dương á, thì phí ship bên mình xin phép được lấy 300.000 để hỗ trợ cho mấy anh tài xế nữa ha. Còn nếu ra tới Hà Nội á là cũng chỉ có 500.000 thôi các bạn. 500.000 thôi. Và giá của nó vẫn sẽ là 77.900.000. Màu đỏ bánh căm nguyên bản luôn đó các bạn. Đây là màu đỏ bánh căm nguyên bản. Đỏ tươi, thuộc sơn đen. Vẫn là tem nổi nha. Và cái phần mà báo tốc độ á, odo á, optimet là nó dời ra sao rồi. Cho nên phía trước này bây giờ rất là gọn. Và đây là cái chủ đề á, là mỗi ngày một chiếc quay Thái cho các bạn. Cái vành này á, là CM Goshi nha. Bên mình bao zin từng con ốc. Chỉ cần lệch một con ốc thôi, lai một con ốc thôi, bên mình sẽ tặng xe. Vỏ trước là 70-90 nè các bạn. Vành 17 inch CM Goshi. Vỏ là vỏ có ruột. Vỏ có ruột nha. Thắng đĩa trước. Bây giờ phía trước này chúng ta chỉ còn mỗi duy nhất là một cái cọng dây. Dây dầu đó các bạn, và kẹp phanh đĩa đây. Còn cái cọng dây mà để đo odo á, như lúc trước ở đây nè, nó dời ra sao rồi ha. Vỏ này là vỏ IRC, còn đây là màu đỏ. Và địa chỉ mình á, là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Đây ha, đây là cửa hàng của bên mình. Rồi, đây ha. Còn đây chính là tuyến đường Triệu Nương đó các bạn. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng các bạn về đây khoảng chừng chỉ có 50 số thôi. Các bạn thấy nè, khách bên mình rất là nhiều nha. Những bạn khách VIP đi xe hơi xuống tận đây, từ Long Xuyên, từ Hồ Chí Minh ha, rồi Trà Vinh nè, Vĩnh Long nè. Xuống đây mình mua xe rất là nhiều. Và buổi chiều hôm nay cũng khá là đông, bởi vì hôm nay đã là cận Noel rồi. Cận Noel rồi các bạn. Chính xác hôm nay đang là 23 Tây, tháng 12 năm 2023. Video này chắc có lẽ hẹn các bạn vào ngày mai rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại với chiếc xe này ha. Mặt nạ ha. Đây là phần động cơ nè. Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Phu trợ Việt Nam là Euro 3 nha. Cho nên là cái combo nó sẽ đi dài hơn như thế này. Phần động cơ là sơn đen. Đây ha. Cái này là nhựa nha. Đây là sơn đen. Phiên bản bánh căm thường là nó không có phối màu. Tức là nó sẽ một màu duy nhất. Từ ở trên này xuống dưới này và chạy dọc ra tới phía sau. Còn bản bánh mâm thì nó sẽ tùy màu. Nó sẽ phối màu đỏ hoặc là màu xám. Còn đây là bản nguyên bản của phần bánh căm. Ha, hộp sơn đen nè các bạn. Bô nè. Chút xíu nữa Văn Duy sẽ ghi thông tin. Bây giờ mình sẽ nổ máy nè. Nổ máy test chức năng của xe đầy đủ rồi mới ship nha. Nổ rồi đó các bạn. Cái máy cực kỳ êm và ấm. Cái bô á nghe rất là lực ha. Mời các bạn nghe tiếng bô nha. Nếu mà bịt cây bô lại á, là máy đi em ru à các bạn. Máy em ru à. Mình có chạy xe này trên quãng đường 60 cây số và ship xe cho khách. Có bạn nào ở ngoài tỉnh không? Mua xe ở đây đi rồi mình sẽ ship cho. Đích thân mình sẽ chạy đi giao luôn. Ok ha. Vừa chạy giao vừa quay lại clip làm kỷ niệm và review đánh giá xe luôn cho các bạn ha. Ok không? Làm lại lần nữa nè. Đó. Rất là đẹp không? Rồi đồng hồ điện tử chỗ này. Đặc biệt là những dòng xe Thái Lan á các bạn, còi nghe rất là lớn.
cái tiếng nghe nó lớn mà nó thanh. Đó, ngay cả phần còi thôi đã thấy sự khác biệt rồi. Đây là bảng màu đỏ tươi. Bà này mua nhanh nhanh để kịp chơi Noel nè, cũng như là Tết tới rồi. Nhất là phần cần số xe ha. À, thế hệ mới này các bạn nhìn nè, Honda làm rất là điệu đà, rất là điệu đà luôn. À, về thiết kế cũng như là động cơ là thay đổi hoàn toàn luôn rồi, không còn giữ lại bất cứ gì của phiên bản cũ, chỉ còn giữ lại là cái form thôi, à, cái form quay từ đời 22 thôi ha. Và công tắc này thì vẫn giữ lại nè. Phía trước còn thêm một cái cốp ở đây nữa nè. Rất là tiện dụng. Thấy nó vậy nhưng rất tiện dụng nha. Mình có thể là để vật dụng cá nhân ở đây. Ví dụ như các bạn chạy vô siêu thị đi, mình gửi xe, thì khi nhân viên, ngay khi nhân viên đưa cho mình cái thẻ đó, mình có thể để đỡ vô đây. Không có cần phải cầm một tay chạy, một tay cầm ha. Rồi khi mình cất xe mình mới lấy ra, hoặc là để chai nước chỗ này. Rất là tuyệt vời ha. Rồi bên mình cũng sẽ có ba ga nha. Ba ga ở đây là 250.000. Rồi có gỗ luôn, là gỗ ve Thái nha các bạn. Bây giờ thì bạn Duy đã ghi thông tin rồi các bạn. Mình sẽ che số di động của khách lại nha. Địa chỉ là ở Tân Uyên, Bình Dương. Bạn Lê Ngọc Trung ha. Đây, thu hộ là 74.200.000. Bạn Duy chốt nè. Mình sẽ chốt, mình sẽ cọc qua số tài khoản Lê Thu Phương hoặc là Huỳnh Bạch Mai. Ngân hàng Vietinbank thì mình chỉ việc cọc từ khoảng 5 triệu, 10 triệu là bên mình sẽ ship cho các bạn và ship toàn quốc. Đi tới thủ đô Hà Nội cũng chỉ có 500 ngàn thôi. Buổi chiều hôm nay cũng khá là bận rộn ha. Khá là bận rộn tại cửa hàng mình. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.